bạn có thể thấy thì anh Tiến Tinh Tướng đang thực hiện những cái pha chạy mạo hiểm với chiếc Piaggio Medley trên một con đường địa hình. Con đường địa hình nơi đây thì thường để chạy thử những chiếc cào cào với cái tính năng vận hành vô cùng đặc biệt. Và anh Tiến đã vừa thực hiện xong một cái pha nhỏ trong chương trình hôm nay. Xin chào Tiến Tinh Tướng. Em chào anh. Và mặc dù chỉ là một pha vừa vừa thôi nhưng mà anh đã phải thở. Thì anh Tiến sau hai cái thử thách với Piaggio Medley thì trong chương trình ngày hôm nay thì anh đã đưa ra tiếp tục những cái thử thách như thế nào nhỉ? Cái thử thách lần này của mình đó là sẽ bay cách mặt đất 10cm. Xong lên 20. Xong hy vọng là 50. 50. 1m. Thôi 1m thì không được, 1m thì phải xe cào cào chuyên dụng. Vâng, thưa các bạn, nếu như trước đây thì anh Tiến thường chơi với những chiếc cào cào tại địa hình này. Tuy nhiên hôm nay là một chiếc xe tay ga Piaggio Medley. Thì cái dự đoán của anh đối với cái xe này thì nó có chịu được những cái pha hành động đấy không? Thật sự cái này không phải là dự đoán nữa, mình phải thử rồi thì mới dám cho các bạn xem. Vâng, thì cái xe này khỏi cần coi hết clip thì cũng biết là nó sẽ bay lên được 50, rớt xuống không bị gì hết. Yên tâm điều đó. Nhưng mà cái mình rất là quan trọng đó là liệu cái xe này khi đi hết một lap của sân cào cào tại vườn xoài motocross này thì cái thời gian so với cái xe mô tô cào cào là bao nhiêu? Và hôm nay thì điều kiện rõ ràng là không thuận lợi một chút nào khi mà đêm qua mưa thì rất lớn. Tuy nhiên là để cẩn thận thì tôi vẫn chuẩn bị thêm những cái vẻ trước vẻ sau trong trường hợp nếu như có xảy ra gì vỡ thì tôi sẽ thay cho anh cho nó đẹp. Không. Thứ hai là tôi xin chúc anh may mắn với những chiếc xương sườn với những chiếc tay của anh. Vâng, và cái địa hình này là một cái địa hình vô cùng khắc nghiệt với những chiếc xe cào cào. Hôm nay nó còn khắc nghiệt hơn với một chiếc xe tay ga. Các bạn hãy cùng đón xem cái clip này để xem chiếc xe này liệu bay lên đáp xuống nó có bình thường hay không nhé. Vâng, và anh Tiến đang bắt đầu chạy cái vòng thử đầu tiên. Cái thử thách đầu tiên chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện để cho chiếc xe bay khỏi mặt đất cách khoảng 20 phân nha các bạn. Bye bye. Bằng quan sát thì có thể thấy là cái khả năng cân bằng cũng như cái độ ổn định khi đáp xuống nó thấy tương đối tốt. Tuy nhiên là tôi muốn chút nữa các bạn sẽ trao đổi thêm với anh Tiến, người trực tiếp cầm lái, sẽ có được những cái cảm giác chân thực nhất. Chạy luôn, chạy luôn. Vâng, thử thách tiếp theo là bay khỏi mặt đất khoảng 50 phân, nó như thế này bạn. 50 phân nha, không hề đơn giản đâu, không hề đơn giản đâu. Bay. Và vẫn hơi thấp, chắc là phải thử lại một lần nữa. Đó. Vâng, và anh Tiến sẽ quyết tâm thực hiện được với một cái mức nó khoảng 50 phân. Vâng, các bạn cứ hình dung các bạn chúng ta nhảy lên như thế này mà đáp xuống thì nó đã như thế nào liên tục. Tuy nhiên với một chiếc Medley hơn 100kg cộng với cả anh Tiến nặng khoảng 80kg nữa, khoảng 200 cân bay lên đáp xuống sẽ là những điều rất là thú vị. Và ngay bây giờ đấy, anh Tiến lại tiếp tục. Cố lên Tiến ơi, tăng tốc lên nào, bay. Đó, vâng, rất đẹp. Bây giờ thì tôi sẽ tiến lại. Nó khác gì so với những chiếc cào cào hay anh hay chạy? Nó khó hơn, độ khó nó như thế nào khi mà mình phải thực hiện với những chiếc xe tay ga như thế này? Nó khó hơn rất là nhiều khi mà mình không có kẹp được cái xe. Bởi vì khi mà kẹp bằng cái đùi vào hoặc cái thân dưới thì cái xe mình sẽ giữ ổn định được. Còn như các bạn thấy trên màn hình hồi nãy thì cái xe có đoạn nó bay lên nó bị lắc. Bánh trước bánh sau nó không đều nhau thì đó rất là nguy hiểm. Và cái điều mình bất ngờ đó là với cái độ cao vừa rồi thì cú đáp nó rất êm, không nghe tiếng cái cành một cái. Tức là cái biên độ giảm sóc hết hành trình phục. Còn cái này không bị hết hành trình phục. Thì có thể đảm bảo được một điều đó là khi mà các bạn đi đường xấu, xấu cho đến rất xấu thì cái phục này vẫn đáp ứng được. Và bài thứ hai, chạy dốc nghiêng cua tròn. Cố lên Tiến ơi, cẩn thận. Thực ra thì trông khá là dễ dàng nếu như chúng ta nhìn qua những khuôn hình, nhưng mà để có được cái tốc độ qua cua thật nhanh để hoàn thành một cái lap với những cái như thế này thì phải có sự luyện tập. Tất cả những cái tay đua, những cái tay chơi về cào cào hay bất kỳ những bộ môn đua nào cũng vậy, đều phải luyện tập rất nhiều mới có được những cái kỹ năng như vậy. Và tiếp theo anh ấy đang tiếp tục làm một vòng nữa, biểu diễn một vòng nữa. Vâng.
Thưa các bạn, trong một bộ đồ trông rất là hùng dũng, bình thường thì trông cũng hơi hai file một tí, nhưng mà trong bộ đồ thì anh ấy hoàn toàn là khác hẳn. Anh có thể cho biết cái cảm giác qua cua như thế này. Với một cái xe nếu mà không đáp ứng được thì mình rất là dễ biết khi mà tới cua mình sẽ bị sợ. Nhưng mà riêng với chiếc Medley này, bởi vì cái trọng tâm của nó nằm rất là cân bằng, cộng thêm cái hành trình phục dài, cho nên khi mình đi vào cua thì cái độ ổn định thân xe rất là tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là khi chúng ta đi vào cua thế này thì cần phải đều ga ở đoạn đầu và đoạn cuối này, chúng ta phải tăng ga lên để lợi dụng cái ly tâm, tăng cái độ ép của cái xe vào cái ta ly để chúng ta đi ra cua. Đấy là các cái kỹ năng đấy, thưa các bạn, như Hùng đã chia sẻ vừa rồi, tất cả đều phải có hiểu biết và luyện tập thì mới có thể qua cua một cách nhanh nhất trong cái điều kiện dốc nghiêng như thế này. Và anh có thể mở chiếc kính đây, các bạn có thể thấy chỉ chạy vài vòng thôi nhưng mà mồ hôi cũng ướt đẫm rồi. Nhưng mà cái môn này thì nếu như các bạn nào có cái niềm đam mê mãnh liệt với lại xe thì nên thử bộ môn này, để bởi vì sau khi chúng ta chạy trên địa hình này rồi thì khi mà ra đường nhựa thì cảm thấy rất đơn giản, có các kỹ năng xử lý các tình huống tốt hơn, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Như bây giờ mình có thể bóp chết phanh mà không sợ nó trượt bánh. Một phần là vì cái xe này có ABS. Bây giờ chúng ta sẽ thử luôn ABS. Đúng rồi, bây giờ chúng ta thử luôn ABS. Thưa các bạn, điều kiện thử hôm nay thì khá là khắc nghiệt khi mà những cơn mưa rất lớn vừa chút qua, bây giờ là mưa thật chứ không phải mưa điện ảnh, và các bạn có thể thấy những cái vũng nước nó bì bõm như thế này. Đấy. Đấy. Và để mà đi trên những cái con đường như thế này thì ô tô đi đang còn bị trượt bánh chứ chưa nói gì đến xe máy. Và anh Tiến thì đang chuẩn bị để chạy thử một cái bài mà chúng tôi sẽ thử cái hệ thống phanh ABS. ABS trên đường khô, đường rừng, đường núi, đường nhựa, đường quanh co chúng tôi thử rồi. Hôm nay chúng tôi muốn thử ngay trên cái con đường rất trơn trượt như thế này để xem hiệu quả nó như thế nào. Rồi, anh Tiến bắt đầu chạy rồi và hy vọng anh ta sẽ không bị gãy tắc. Thưa các bạn, rất khó để giữ chiếc xe thẳng bằng vai. Thưa các bạn, trên đường trơn thì quãng đường phanh nó có thể tăng tới gấp 2, thậm chí gấp 2 lần rưỡi lên. Như các bạn đã thấy đấy, thì cái vệt bánh nó tương đối thẳng. Đúng rồi. Nếu như mà chúng ta sử dụng một cái xe mà không ABS á, thì khi mà chúng ta đi cái đường này thì sẽ cần nhiều kỹ năng hơn. Bởi vì khi bóp phanh á, cái xe nó sẽ dễ bị quay ngang do là cái bánh xe nó bị bó lại. Còn với chiếc Medley này thì chúng ta chỉ có việc bóp chết phanh mà cái xe, như các bạn có thể thấy trên màn hình, nó đi thẳng một vệt. Nhưng mà nó khác gì so với các cái hành trình trước đây chúng ta nói về ABS? Thực sự là chúng ta không phải là khen quá đâu nhá. Tôi nghĩ là anh cũng không phải khen quá đâu, anh cứ nói cảm giác thật thôi. Cảm giác thật đó là tôi nghĩ là nếu mà dùng cái xe này để đi phượt thì ok. Còn ngoài cái chuyện đi đường nhựa ra thì nó vẫn có thể đáp ứng khi mà đi đường đất. Và một cách nào đó thì cái xe này nó cân bằng rồi, nó có cái sự ổn định và cái hệ thống ABS cũng như hệ thống phụt thì vô hình nó khiến cho cái xe có thể đi đường. Tức là mình sẽ dễ cái kiểm soát nó hơn. Đúng rồi. Còn đây là chúng ta thử đẩy lên những cái điều kiện khó giới hạn để xem nó. Chúc mừng anh vì anh chưa bị gãy cái răng nào. Với cái xe này thì ngoài cái việc chúng ta sử dụng nó hàng ngày, khi mà đem vào những địa hình này thì các bạn cần phải có một tí xíu kỹ năng. Đó là luôn luôn phải kẹp cho cái xe nó giữa hai chân mình. Đó là nó gắn với mình. Càng gắn với mình thì mình càng dễ thuần nó. Ở đây thì tôi thấy lốp thì cũng bám đầy bùn rồi, bùn đất khá là trơn, xe nó cũng nhòe nhét rồi. Thì bây giờ có mấy con dốc thì chúng ta thử xem nó leo như nào. Vâng, chúng ta nên thử leo dốc xem sao, tại vì nếu mà đi phượt thì chắc chắn là sẽ gặp anh dốc. Anh còn nhờ. Sức không? Có, chơi thôi. Vâng, thưa các bạn, đây là cái bài thử khá là khốc liệt khi mà anh Tiến sẽ phải vượt một con dốc khá là cao. Với một chiếc xe cào cào thì nó đơn giản, nhưng với một chiếc xe ga như Medley tôi nghĩ đấy là một thử thách lớn. Và bây giờ anh Tiến ơi, chạy đi anh Tiến ơi. Và đường thì đang rất trơn nha các bạn. Và các bạn có thể thấy đường rất trơn. Bây giờ thì tôi muốn ngồi luôn để hai ta xem có thể cùng nhau vượt đèo được không. Chơi luôn. Anh nắm chặt vào nhá. Ôm chặt vào, kẹp cái chân á. Trơn quá em ơi. Lên không, cố lên. Ôi, wow, lên rồi. Thật không thể tin được.
Thưa các bạn, vừa rồi thì đúng thực sự là mình chỉ sợ mình gãy răng chứ không sợ Tiến gãy răng, bởi vì ngồi sau mình không chủ động được, nhưng quả thực là lên đến gần đỉnh thì Tiến và Bù quả ga phải nói là xuất sắc cả nhỉ. Đó gọi là phong độ là nhất thời nhưng mà đẳng cấp là mãi mãi đấy. Anh còn cái gì có thể phá được chiếc xe này thì anh phá nốt đi. Giờ chỉ còn có đốt xe nữa thôi. Đốt xe tức là tẩm xăng đốt. Thưa các bạn, chúng tôi đã có những cái hành trình thử thách nhiên liệu. Chúng tôi đã có những cái hành trình 24 giờ đầy khắc nghiệt. Và bây giờ hôm nay chúng tôi đã trải qua những cái khoảnh khắc cùng với anh Tiến, những cái thử thách. Đối với những xe off-road thì đấy mới là thử thách. Nhưng đối với một chiếc xe ga này thì anh có thể gọi đấy là gì anh? Phá xe. Phá xe. Đúng nghĩa là phá xe. Nhưng mà phá sức không? Mình khỏe mà, không có suy nhê gì hết á. Nhưng mà cái vấn đề mình muốn nói đó là qua những cái hành vi phá xe vừa rồi thì chiếc xe nó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là điều rất là quan trọng. Sau khi bay lên nửa mét rồi đi những cái đường phải nói là khủng khiếp như thế này mà nó vẫn chưa bị gãy phục, chưa bị gãy cái sườn. Đó là hay rồi. So với cái cào cào thì anh sẽ phải tốn sức hơn bao nhiêu khi điều khiển những chiếc xe như thế này? Tốn sức hơn chắc phải gấp đôi. Tại vì chiếc xe cào cào thì nó được sinh ra cho cái đường này rồi. Còn đây là cái xe để mà đi sang chảnh trong thành phố, để mà chở bạn gái đi phượt, đi phịch này kia. Nhưng mà đem vào đây thì đúng là quá sức của nó, nhưng nó vẫn đáp ứng đầy đủ. Và thưa các bạn, series video vừa rồi, trong 3 series đó chúng tôi đã thử thách Piaggio Medley với rất nhiều điều kiện khác nhau. Và chúng tôi cũng xin kết thúc cái series thử thách Medley tại đây để chuyển sang một mùa video khác. Và thưa các bạn, nếu như các bạn ủng hộ chúng tôi thì hãy like and subscribe kênh Xe Vui Việt Nam cùng với kênh Auto Daily để chúng tôi tiếp tục có những cái động lực để ra những cái sản phẩm mới, những cái video với những cái thử thách, với những chiếc xe, với những người bạn, với những hành trình. Và anh Tiến, anh có cái lời chia sẻ gì đối với độc giả? Vâng, riêng những cái hành trình kỳ 1, kỳ 2 thì các bạn có thể tham gia cùng chúng tôi. Nhưng hành trình lần này các bạn tuyệt đối không nên thử tại nhà bởi vì nó vô cùng nguy hiểm. Xin chào các bạn.